Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mà hươu cao cổ ngoài hành tinh à? Hay là con này con gì? Khỏe không tất cả anh em, Dũng sẽ bay đây và 2020 rồi, chúc mừng năm mới. Tên lì xì nhiều không vậy? Thôi em có xu nào hết các bạn ạ. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu năm mới với Deer Simulator, hay gọi là giả lập hươu. Xong thêm hươu cao cổ vào đây nhờ. Tôi thấy cổ nó dài như kiểu là đường từ trường tôi về nhà vậy đó. Vô luôn, không có nói nhiều hết á. Tôi thấy cái gọi là cái video giới thiệu của cái game này nó rất là bựa luôn. Và bây giờ mới được chơi này. Xem nào. Rồi. What? Tôi tưởng đây là con hươu rơi từ sao hỏa rơi xuống chứ. Ok, đi lên đi xuống đi qua đi phải. Được, let's go. Xem nào. Điều khiển, rồi được rồi. Mình có thể làm được gì nữa? Nhảy. Ok luôn, nhảy cao phết nha. Dash, chữ ship. What? Chạy kìa. Má, đứng cái dáng y như siêu nhân luôn. Cái gì đây? Cái gì đây? Cá cái gì? Trời ơi. Cá nóc biết bay kìa. Cái này tụi éo biết luôn. Tụi gọi đại cá nóc vậy. Hộ chữ Q xem nó làm cái gì. Đây chắc chắn là hươu bình thường chít với người nhện anh em ạ. Tôi thấy cái xe, con xe nó đéo có người lái. Sao hay vậy? Sao con xe lại đéo có người lái hay vậy? Ép. Hay quá. What? If I'm in my... Oh my god. Phải ghê mà. Anh em ạ, tôi thích cái kiểu chạy này lắm luôn á. Như này. Chạy cái y như là chuẩn bị gọi là hấp diêm tìm bạn tới nơi rồi vậy. Hey. Say hi hả? À có say hi thế này. Say hi là như nào? Hi. Ok, xin chào. Hi. Cái gì đây? Cái gì đây gọi là nhận đồng bọn à, nhận anh em à? Oh. Tránh ra xem nào, nhận anh em bên nào. Nhảy thử xem. What? đây là cái điều nhảy của vị tướng nào nhỉ? Đây là điều nhảy của vị tướng nào trong liên minh nhỉ? Này phải Olaf không? Ui, không nhớ nữa các bác ạ. Lại lật ra tìm xem nào. Bạn của tôi bây giờ chúng ta sẽ làm gì đây? Bà mẹ dám tông bố, đâu ấy? Đứng dậy. Mày dám tông bố? Mày cái gì đấy? Ok hiểu rồi. Kéo cái cổ dài vãi tự nhiên đây chả khác gì vậy. Nhện hươu gọi là người hươu. Đây đúng rồi, that's right. Đây rồi, đồng loại của tôi đây rồi. Đứng dậy nào, let's go. Lái được luôn. Hay quá, trời ơi, tôi bá phải nổi. Oh my god. Yeah. Cái gì đây? Ôi, tôi phá thành phố kinh quá vậy, bây giờ có cảnh sát luôn này. Cừu hả? Cảnh sát cấp 1. What? Nó bắn tôi phải không? Chạy thôi bạn ơi. Cái gì sao chạy không được? Đâu rồi. Thôi xuống chạy bộ luôn. Xuống chạy bộ. Rượt bố đi con. Ngon rượt bố đi con. Let's go. You bitch. Đâu rồi, tụi mày đâu? Ông này thì cảnh sát cừu này. Đâu rồi? Cảnh sát cừu này. Ra chơi mày luôn này. Ây da, đau. Đập nó. Sao không đập? Sao tôi không đập vậy nhỉ? Đập nó, đúng rồi. Hay quá. À, đến vỡ mồm mấy thằng cảnh sát tôi ấy. Ông này, ông vừa chạy kiểu ninja phải không? Đây, như đây.
Chạy kiểu Naruto. Súng. Ui. Wow. Wow. What the hell? What? Bắn luôn mà. Bắn vỡ nhà hết luôn, đúng rồi. Đúng rồi. Bắn vỡ xe chạy tới đâu. Con cấu, con cấu lên đấy mày. Ủa. Ủa, vãi. Rồi. Trời ơi, nó mạnh vãi cực. Con ngựa. Hươu cưỡi ngựa. Tôi éo hiểu cái game này nữa đó. Thực sự là có quá nhiều thứ bựa. Kiếm thêm sống này. Cái gì đây, cái gì đây? Play, có gì vậy? Có to gì đây? Tôi hiểu rồi anh em ạ. Này như kiểu cờ vây ấy. Ôi, có cây gì bên này này. Ôi có, ôi. What the hell? AK luôn này. Cái gì vậy? Mẹ. Thực sự là thua anh em ạ. Oh my god. Oh my god. What? Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh anh ơi. Bình tĩnh anh ơi. Được, cái gì đấy? Bắn mày này. Thôi mày luôn này. Ôi không bắn được. Rồi chết luôn. Ah you bitch. Ok ok hiểu mấy bé cừu rồi. Đỉnh thực sự luôn ạ. À. Quỳ. That's right, that's right. Đúng rồi. Nó. Nó sắp chết rồi, nó sắp chết rồi. Ôi tôi vừa. À, tôi vừa đi lệch một phát cái là tôi chết luôn. Đặt toạn. Đúng rồi, đúng rồi. Hay quá, hay quá. Nó chết rồi, nó chết. Chết chắc rồi, nó chết chắc rồi. Đúng rồi. Nó chết rồi này mày. À. Mày chơi bố. Này thì cô Ala. Oh shit. Hưu AK thay thay cặp sừng bằng hai cây AK. Bữa không tin được luôn ạ. À. Đấy, đi bắn con khác, đi bắn con khác. Tôi nhớ là có con cá ở đó to lắm mà, đâu rồi? Đây là bắn con này luôn này. Điều vãi game thiệt chứ. Ôi, ôi cái này hay này. Ôi, cái này kiếm xe mô tô, kiếm xe mô tô đấy mày. Ui, nhìn như đoạn đường này này. Ảo thực sự. C2. Bắn mày luôn. What? Sao tôi nắm thằng này luôn. Bây giờ. Uầy. Cảnh sát go. Chết rồi, chạy thôi. Ai cho bắn. What the hell? Cảnh sát gấu này đông dữ à. Chạy thôi, chạy thôi. Chạy thôi, chạy cái đã, chạy kiếm chỗ đã. Rồi, ok chơi nó. Đá xoạc, đá xoạc, đá xoạc. Đá xoạc. Đi ra mày. Đừng có chơi với gấu, anh không chơi với gấu đâu. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Lên nào. Ấy, bay quá rồi. Anh gấu ơi. Mười anh gấu. Ngon. Ok, ok, đây rồi. Đây rồi, mãi tôi mới kiếm ra được anh em ạ. Nhìn. Shit. Ôi. Cái gì vậy? Sao chạy? Trời sao yếu vậy ta, xe cùi bắp thế nhỉ? Chạy. What the hell? What the... Chạy kìa. Ây da. Cái gì thế? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi.
hợp lý luôn. Ok. Cái gì bên kia có sân bóng hay gì kia? Ok, đợi sẽ đi, đợi sẽ đi, em vào đây vào. Đá bóng này nè, đá bóng nào. Bồ đen. Sao nhỉ, làm sao nhỉ? Làm sao để tôi ném bóng lên trên kia được? Khó đi. Chịp đấy ôi, đấy rồi. Ê! Oa! Rồi suýt nữa được luôn. Ê! Ai ơi, không nhảy đi. Không được anh em ạ. Tum 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 tum. Ôi, bắn chết nó luôn rồi. Trời ơi, mình bắn đi luôn con bò mẹ ơi. Cái gì mà bắn toàn không không vậy nè. Rồi. Ui. Ui, cảnh sát thỏ. Ê, yêu quốc cơ. Có cảnh sát thỏ rồi. Chà chà. Ôi, nó ngắm laser nữa kìa. Chết. Ngắm laser kìa. Ba miệng cảnh sát thỏ ghê vậy rồi. Đi lên với người, đi thôi em ơi, đi thôi. Không đi được, thằng ơi con ngựa nó đi. À, con ngựa nó đi chậm hơn cả tôi chạy bộ nữa. Nhìn tôi chạy bộ này. What the hell? Mày cảnh sát thỏ này. Ây da. Rồi một bé đi nha. Đứng dậy em ơi, đứng dậy. Quay lại chơi nó. Chơi tối rồi kìa. Mày chơi không? Nghe bựa mày thôi. Oh my god. Ôi nó có súng gì xịn như này. Oh my god. Ok, die. Súng xịn em ơi. What? À! Ninja. Mày này. Sao chém cái hết rồi? Này bắn mày luôn à. Bắn luôn à. Oh shit. Oh my god. Come on, lại đây. Lại đây. Rồi tôi chơi nó được rồi anh em ạ. Đúng rồi. Mày chết. Úi xùi, úi súng mạch mái nôi. Damn bro. Thanh niên đầu đội mũ. Rồi cho một sừng này. Nhảy luôn lên này. Nhảy luôn lên dai rồi. That's right. Đúng rồi. Ôi nhảy. Oh my god. Bắn gì à? Holy shit. Diệt thực sự luôn anh em ạ, hãy diệt thực sự luôn. Kinh khủng khiếp. Trời ơi. Oh my god. Lâu lắm rồi tôi mới được giải trí kiểu vậy luôn á. Trời đất ơi game. Dear Simulator, giã lập hưu. Phải nói là bắn cực kỳ đã tay mà lại có rất là nhiều tuyệt kỹ mà thực sự là bựa lòi luôn á. Nếu anh em muốn chơi tựa game này, list ngay phía dưới description luôn nha, nhưng mà có hơi đắt. Còn anh em muốn chơi kiểu khác thì tự tìm nha. Thì chúng ta mở đầu năm mới bằng một cái tựa game giã lập, phải nói là không thể nào mà nó bựa hơn được nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã xem và hẹn gặp lại anh em trong những tựa game siêu tiếp theo. Bây giờ mình cũng sẽ phải xin chào tạm biệt và chúc ngày tốt lành. Bye bye. Bạn game thật chứ.